Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cô Vợ Ma Lai qua giọng đọc Đình Soạn. Kiên bỏ làng đi biệt xứ từ ngày Trang lấy chồng, tính đến nay đã được hơn 2 năm. Dù bà Tư mẹ Kiên đã nhắn gửi biết bao người mà tin tức của đứa con trai vẫn còn xa tít tắp. Giờ một buổi chiều Kiên trở về cũng đột ngột như lúc anh bỏ đi, nhưng lần này Kiên không về một mình mà dẫn theo một cô gái. Bà Tư vừa trông thấy con đã nhào tới ôm chầm lấy, rồi không ngừng khóc lóc kể lể nỗi niềm nhớ thương chờ đợi của bà suốt mấy năm qua. Bà không để ý tới người con gái đi cùng con trai của mình. Chờ cho mẹ dịu bớt, Kiên kéo cô gái lại trước mặt và giới thiệu: "Thưa mẹ, đây là Thoa, người mà con sẽ cưới làm vợ." Bà Tư bất ngờ khi nghe con trai nói như vậy, nhưng bà chỉ còn biết mỉm cười gật đầu, chứ biết làm sao. Tính tình của thằng con trai bà còn lạ gì nữa. Một khi nó đã quyết định điều gì thì dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được. Bà Tư nhìn cô gái dò xét: Cháu đây là người vùng nào? Cha mẹ cháu còn cả đủ chứ?" Cô gái cúi mặt trả lời nhỏ nhẹ: "Dạ thưa bác, con từ nhỏ đã mồ côi, không biết cha mẹ con là ai." Bà Tư thở dài nhìn kỹ đứa con gái nhỏ bé đang đứng khép nép trước mặt mình. Bà tội nghiệp cho nó, chắc hẳn cuộc đời của nó đã trải qua nhiều gian truân vất vả. Hôm nay nó gặp được thằng Kiên con bà, thì bà sẽ coi nó như con cái trong nhà. Bà sẽ bù đắp cho những thiếu thốn mà nó đã từng phải nếm trải. Thoa tuy là một cô gái mồ côi, không có người dạy bảo, nhưng chỉ sống chung với bà Tư 2 ngày, bà đã hài lòng lắm. Thoa không đẹp sắc sảo nhưng lại có nét duyên đằm thắm, tính tình lại chăm chỉ hiền lành, ăn nói dịu dàng dễ mến. Lúc thằng Kiên nhà bà mới giới thiệu Thoa, bà có vẻ hơi thất vọng vì nghĩ thằng con trai mình dẫn về một đứa lang bang thì sẽ xấu mặt với xóm giềng xung quanh. Nhưng bây giờ bà Tư hài lòng lắm. Bà hãnh diện đi khoe với mọi người rằng thằng con trai của bà như vậy mà có mắt nhìn người. Con bé đó thật vô cùng dễ mến. Bà sẽ tổ chức cho chúng nó một đám cưới đàng hoàng, chứ không thể để con gái nhà người ta theo không về làm vợ như vậy. Xóm giềng ban đầu còn tỏ ý nghi hoặc, bàn tán đủ điều. Họ cố tìm mọi cách để nói chuyện với Thoa để dò xét. Nhưng bất cứ ai đã tiếp xúc với Thoa rồi thì đều phải công nhận những lời bà Tư nói là không cường điệu chút nào. Thoa còn trội hơn Trang, người yêu cũ của Kiên về nhiều mặt. Bà Tư như vậy mà có phước, tự nhiên lại có một nàng dâu rất là xứng. Con bé đó nghe nói là mồ côi, phải sống vất vơ vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, vậy mà ngoan lắm, nhiều cô gái con nhà gia giáo chưa chắc đã bằng. Con nhỏ đó nó không đẹp nhưng mà dễ thương lắm, lại có cốt cách của người sang trọng. Cứ nhìn vào cái cổ ba ngấn của nó mà xem, thật là đại cát. Nghe đầu mấy người có cổ ba ngấn là ma lai đó nghe. Mấy bà thấy mình thua kém người ta nên bày chuyện đó có phải không? Tôi mà có được cô vợ như vậy, dù là ma quỷ gì đi nữa thì tôi cũng chịu. Đừng có nói là... Ông này ăn nói bạt mạng quá. Bà có thấy con ma nào dịu dàng như cô Thoa không? Chỉ cho tôi đi, tôi sẽ cưới nó liền. Tiếng bàn tán, tiếng cười đùa râm ran khắp nơi trong xóm. Bà Tư hãnh diện lắm, khi đi tới đâu cũng nghe thấy người ta nói tới con dâu của mình bằng những lời khen tặng và ao ước. Còn Kiên, anh vẫn lặng lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Có một lần vô tình gặp Trang trên đường, Trang gọi lại và chào hỏi: "Anh Kiên, em rất là vui mừng khi nghe tin anh sắp cưới vợ. Biết vợ anh là một cô gái tốt, em thật sự rất là mừng cho anh, mà lòng em cũng đỡ áy náy. Thật sự thì phải chia tay anh em không có chút gì là vui vẻ." Kiên cười bâng quơ: "Không có gì, Trang không nên nói như vậy. Chuyện trước đây thì tôi cũng đã quên hết rồi." Nói dứt câu, Kiên bỏ đi. Trang đứng lặng mà trong lòng thấy xót xa. Trang yêu Kiên, đó là sự thật. Nhưng tình yêu của Trang dành cho Kiên chưa đủ lớn để có thể vượt qua được những rào cản của gia đình. Khi cha mẹ buộc Trang phải lấy người đàn ông lớn hơn Trang đến gần 20 tuổi, nhưng có đủ quyền lực để có thể giúp đỡ anh chị em của Trang có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập khá tốt, Trang đã không dám từ chối. Cô đã hy sinh tình yêu đầu đời của mình để về làm vợ cho một người mà cô chưa hề có một chút tình cảm nào. Ngày đám cưới, Trang nghe người ta nói rằng Kiên đã bỏ làng ra đi. Cô khóc thật nhiều, nhưng rồi cô đã về làm vợ người đàn ông đó. Giờ đây nghe chuyện của Kiên, Trang thực sự mừng cho anh. Cô cầu mong cho Kiên luôn được hạnh phúc. Đám cưới của Kiên và Trang được tổ chức sau đó không lâu, tuy không linh đình nhưng thật sự đầm ấm.
Thoa vô cùng hạnh phúc khi được chồng và mẹ chồng hết mực yêu thương. Ăn thêm chút nữa đi con ăn ít như vậy là không có đủ sức đâu. Mai này còn mang thai và còn sinh nở nữa. Bà Tư gắp bỏ vô chén của con dâu một cái đùi gà thật to và ép cô phải ăn hết. Kiên mỉm cười. Em ở nhà với mẹ chồng một tháng, đảm bảo rằng em hết phọt như hiện nay. Em sẽ không đi được nữa, mà chỉ lăn tròn như quả bóng thôi. Bà Tư hứ một cái, quay sang trách con trai. Đàn ông con trai gì mà không có biết chăm sóc vợ. Từ hôm con nhỏ về nhà, mẹ thấy bữa cơm nào nó cũng không ăn hết một chén cơm nhỏ. Vậy mà con cũng chịu được là sao? Kiên bật cười. Mẹ, từ lúc con quen biết Thoa đến nay đã 2 năm rồi. Cô ấy vẫn luôn như vậy. Nên đối với con chuyện đó trở nên rất bình thường, không có gì phải quan tâm. Có lẽ ông trời sinh ra cô ấy có một cái tử bé xíu, nhỏ hơn chúng ta rất nhiều. Con dám cá với mẹ, cô ấy dù có nể mẹ tới đâu, nếu mà ăn hết cái đùi gà này thì mẹ muốn con làm gì con cũng phải chịu. Bà Tư có vẻ không tin, đưa mắt nhìn Thoa và hỏi. Nó có nói thật không con? Từ trước tới nay con luôn ăn ít như vậy sao? Hay là mới về đây con vẫn ngại ngùng? Thoa lễ phép đáp. Dạ thưa mẹ, anh Kiên không có nói thêm đâu. Từ trước tới nay con đều có ăn ít như vậy. Bà Tư chặt lưỡi. Kể cũng lạ. Nhưng mà nếu con không ăn nổi thì thôi, đừng có cố gắng quá. Có gì là mẹ không có đền được đâu. Thoa nhìn mẹ chồng, mỉm cười dịu dàng. Cuộc sống của gia đình bà Tư cứ êm trôi như vậy, nhưng làng xóm của bà thì không còn yên ấm nữa. Có những người mấy hôm trước còn mạnh sân sẩy, chỉ sau một đêm là bỗng chốc lăn đùng ra ốm. Chạy thầy chạy thuốc cách nào cũng không khỏi. Các thầy thuốc đều phải bó tay vì không tìm ra được bệnh. Sau 2 tuần đau bụng dữ dội, người bệnh sẽ hết đau và trở nên ngớ ngẩn. Điều đó thật không có cách nào giải thích được. Bởi vì không thể giải thích nên người ta mới đổ hết cho ma. Đúng vậy, chỉ có ma mới làm sinh ra cái chứng bệnh kỳ cục như vậy. Nhưng ma ở đâu, ma gì, đó lại là một câu hỏi không có cách nào trả lời được. Người ta chỉ biết cúng vái, mong tìm được những điều linh ứng. Nhưng rồi trong làng vẫn cứ tiếp tục xảy ra những trường hợp như vậy. Rồi không lâu sau, sự việc đó được lan dần sang các làng bên kế cận, làm cho dân chúng một vùng trở nên hoang mang lo sợ. Gia đình của bà Tư cũng hoang mang không kém. Gia tài của bà chỉ có một thằng con trai, nó vừa mới đem về cho bà một nàng dâu thật vừa ý. Nói dại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì bà biết sống làm sao. Lo sợ là vậy, nhưng không ai biết phải phòng tránh cách nào, vì đâu có ai biết rằng nguyên nhân gây ra bệnh là do đâu. Bà Tư hết thở vắn lại than dài, trách ông trời trên cao không ngó xuống, sao nỡ gieo cho dân làng nỗi khốn khổ như vậy. Anh Kiên nói đùa. Mẹ nói ông trời không có dòm xuống, chứ con nghiệm lại thấy ông nhìn kỹ lắm. Mẹ coi mấy đứa có bệnh đi, có đứa nào đàng hoàng đâu. Toàn là dân đánh mắng cha mẹ, không thì thuộc loại sở khanh. Tụi nó bị ông trời trừng phạt đó. Bản thân tụi nó là đáng rồi, chỉ có tội là gia đình vợ con chúng nó phải gánh thêm nặng. Bà Tư gật gù. Con nói cũng phải, mấy đứa đó thì có ra gì đâu. Bởi vậy mà sau này khi có con, hai đứa phải ráng lo dạy dỗ cho thật tốt. Bỗng sực nhớ ra, bà Tư quay sang hỏi con dâu. Hai đứa con cưới nhau hơn 4 tháng rồi, con thấy trong người có gì khác không vậy? Thoa mắc cỡ đỏ bừng mặt. Dạ thưa mẹ, con chưa có thấy gì. Bà Tư có vẻ không bằng lòng. Hai đứa phải ráng làm sao để cuối năm mẹ có cháu bồng bế. Lâu nay mẹ trông thằng Kiên cưới vợ là để nó sinh cho mẹ một đứa cháu. Hai đứa không có được chần chừ đâu. Thoa dạ nhỏ, Kiên lại cười lớn. Mẹ nói chuyện con cái như mua hàng ngoài chợ vậy, muốn có là được hay sao? Đến cái lúc vợ chồng con sinh một lúc đôi 3 đứa, chừng ấy mẹ đừng có kêu khổ đấy. Bà Tư cười hiền hậu. Tụi con cứ sinh nhiều vào, bao nhiêu mẹ cũng lo hết. Cả nhà bà Tư cùng cười vui vẻ hạnh phúc. Giữa lúc đó thì ở một cái quán nước đầu làng, nơi tập trung những người nhiều chuyện có tiếng, chuyên môn đi bàn tán xăm soi chuyện của nhà người khác, người ta đang đồn lên về câu chuyện một con ma vừa xuất hiện trong làng. Đó là một con ma lai. Thế nào gọi là ma lai? Ma lai là một loại ma ban ngày sống như người bình thường, cũng lấy chồng sinh con, cũng tất bật làm ăn như bao kẻ khác. Chỉ vào ban đêm trăng sáng nhất tháng, nó sẽ rút đầu ra khỏi cổ, lôi theo một chùm ruột dài, lòng thòng đi khắp trong xóm, tìm ăn các bãi phân người.
người nào không may bị ma ăn phải phân sẽ hóa điên đến chết. Đặc điểm nữa của loại ma lai thường là những phụ nữ xinh đẹp, cổ cao ba ngấn. Chính ở cái ngấn thứ ba trên cổ là nơi để mỗi đêm nó rút đầu ra và chui trở vào. Người ta bảo rằng có một thanh niên người làng bên, đêm hôm kia có việc phải đi qua làng này vào lúc nửa đêm, bất ngờ nhìn thấy trên cánh đồng vắng lặng nơi bìa làng có một cái đầu đang nhấp nhô. Lấy làm lạ, người thanh niên ấy núp rình xem ai mà đêm hôm khuya khoắt làm gì ở nơi này. Thật không ngờ đó lại là một con người, mà chỉ có một cái đầu người lôi theo một chùm ruột gan bên dưới đang lả đà lướt trên đường. Người thanh niên quá hoảng sợ, không dám ho he, cứ phải nằm mọp xuống chờ nó đi qua thật xa mới ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về đến nhà vẫn còn run lẩy bẩy không nói ra lời. Mãi đến hôm nay mới lấy được bình tĩnh kể về đầu đuôi sự việc. Cả cái làng mình chỉ có mỗi con dâu nhà bà Tư là cổ cao ba ngấn thôi. Một người khẳng định, một người khác tiếp lời. Đúng rồi, có khi nào chính là nó. Bà nghĩ lại xem, có phải từ ngày nó về đây thì làng mình mới xảy ra những chuyện kỳ quặc như vậy không? Đúng rồi, nói phải đó. Này, đừng có mà nói cản, thằng Kiên nó không phải tay vừa đâu. Nói xấu vợ nó cho một trận no đòn đấy. Đây không phải sợ, đây không khẳng định, mà chỉ đưa ra nghi vấn thôi, ai dám làm gì. Nhưng mà cô đó hiền lành lắm, đừng đổ oan cho người ta, mang tội chết. Ma Lai thường ẩn nấp trong các bộ mặt hiền lành, dịu dàng như vậy đó. Nó chỉ ăn phân người thôi, đâu có giết chóc quậy phá ai, chỉ khổ cho những ai bị nó ăn phải thôi. Vậy còn quá cha giết người rồi còn gì? Hay là đêm nào tụi mình rủ nhau phục kích trước cửa nhà thằng Kiên, xem thử vợ nó có lôi ruột ra đi ra ngoài không? Đúng, ý kiến hay đó. Thống nhất như vậy đi, đứa nào mà mách lẻo cho thằng Kiên là tao cắt lưỡi đấy. Ban đầu những lời bàn tán xôn xao đó chưa lọt tới tai bà Tư, nhưng về sau nó không còn là sự lén lút sau lưng nữa. Mỗi khi Thoa đi ra ngoài mua bán một thứ gì đó, người ta cứ nhìn đăm đăm vào cái cổ của nó rồi xì xào bàn tán. Còn đám trẻ thì khỏi nói, chúng nối đuôi nhau đi theo Thoa, nhưng mỗi khi Thoa ngoảnh lại thì cả đám lại ù té chạy tán loạn. Thoa khổ tâm vô cùng, bà Tư và anh Kiên cũng khổ tâm không kém. Theo suy nghĩ của bà Tư, sở dĩ người ta đồn con dâu của bà là Ma Lai là do lòng đố kỵ ghen ghét. Ở cái làng này, đố ai tìm đâu ra một đứa con dâu nhà nào vừa đẹp người vừa đẹp nết như con dâu nhà bà. Anh Kiên thì nhiều lần tuyên bố trong cuộc nhậu, nếu anh nghe được kẻ nào nói xấu vào anh sẽ đấm cho kẻ ấy vỡ mặt. Người ta sợ anh Kiên thì cũng có, nhưng không phải vì vậy mà lời đồn lắng xuống. Trong lúc đó thì Thoa mang thai, niềm vui như sự vỡ òa trong mái nhà hạnh phúc của bà Tư. Bà khuyên con dâu khi thấy Thoa có vẻ u sầu: con không cần quan tâm tới những lời bịa đặt đó, họ muốn nói gì cứ để họ nói, khi nào họ nói chán rồi mỏi miệng thì họ sẽ ngưng. Mình càng cải chính thì càng làm cho họ bị phấn khích. Bây giờ con đã có thai rồi, con không được lo nghĩ muộn phiền gì hết, mà phải chuyên tâm bồi dưỡng bảo vệ sức khỏe của mình, con nhớ chưa? Dạ. Thoa ngoan ngoãn nghe lời dạy của mẹ chồng. Cô cố gắng ăn uống thật nhiều dưỡng chất, nhưng mỗi bữa cơm của cô vẫn quá ít ỏi. Dù dáng cách nào đi chăng nữa, cô cũng không ăn nhiều lên được. Kiên tỏ ra rất lo lắng, không biết với cách ăn uống như vậy Thoa có đủ dưỡng chất để nuôi lớn bảo thai hay không. Nhưng Thoa luôn trấn an chồng bằng những câu đại loại như vậy: anh có thấy em đau ốm lần nào đâu, tuy ăn ít nhưng em vẫn đảm bảo được sức khỏe, thì chắc chắn con mình sẽ phát triển thôi. Nhưng mà em sẽ cố gắng để mẹ và anh được vui. Quả thật, từ ngày quen biết Thoa đến nay, chưa bao giờ Kiên nghe Thoa nói đau bệnh gì, dù là cảm sốt thông thường hay nhức đầu đau bụng. Cái thai trong bụng Thoa mỗi ngày một lớn, lúc này trông cô có vẻ mệt mỏi của một bà bầu sắp đến ngày ở cữ. Trước nay, Kiên có tật là hết nằm xuống là ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Nhưng dạo gần đây, anh cứ chập chờn vì luôn sợ trong giấc ngủ mê anh sẽ vung tay chân đá trúng vào bụng của vợ. Đêm nay trăng thật sáng, hai vợ chồng ngồi ngoài sân nói chuyện tương lai của các con. Hạnh phúc trước mắt họ đang được trải rộng thênh thang. Mãi cho đến khi làn gió đêm mang hơi lạnh thổi tạt vào người làm cho Thoa sủng mình, Kiên vội đứng dậy dìu vợ vào phòng ngủ. Ngày mới quen Thoa, hình bóng của trăng vẫn còn đầy ắp trong tư tưởng và tình cảm của Kiên. Nhưng dần dần anh đã yêu Thoa say đắm. Tình yêu Kiên dành cho Thoa tuy không sôi nổi
nhưng lại vô cùng sâu sắc. Hoàn cảnh của Thoa thật đáng thương. Từ nhỏ cô đã không biết cha mẹ mình là ai, quê hương gốc gác của mình ở chỗ nào. Cuộc sống vất vưởng bên lề đường đã nhấn chìm biết bao số phận, nhưng riêng với Thoa, cô vẫn mạnh mẽ vươn lên và tỏa hương thơm ngát, kiên tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho Thoa, không bao giờ anh làm cô phải rơi nước mắt. Ngủ được một giấc, Kiên giật mình thức dậy và cảm thấy tiết trời đã bắt đầu chớm lạnh. Anh quay sang định kéo mền đắp cho Thoa, nhưng anh bỗng rụng rời khi người vợ thân yêu nằm bên cạnh bây giờ chỉ còn lại thân người, cái đầu đã biến đi đâu mất. Trời ơi, chẳng lẽ tất cả những gì người ta đồn thổi là sự thật hay sao? Thoa ơi, tại sao em lại phải khốn khổ như vậy? Bao nhiêu thức ăn ngon lành bổ dưỡng anh và mẹ luôn dành cho em mà em không buồn chạm đũa. Đang đêm khuya khoắt lạnh lẽo như vậy, em phải lê lết ra ngoài đồng để ăn phân thiên hạ hay sao? Nước mắt của Kiên rơi lã chã trên mặt. Kiên đã mấy lần đối diện với nỗi đau, nhưng chưa bao giờ anh phải khóc nhiều như hôm nay. Cái cảm giác kinh hoàng sợ hãi chỉ thoáng qua trong phút chốc, sau đó là tình thương ngập tràn trong lòng Kiên. Kiên ôm lấy thân hình vẫn còn ấm nóng bình thường của vợ, xoa tay lên chiếc bụng đã nhô cao. Anh vẫn cảm nhận được từng cái chọi đạp của đứa con yêu thương đang nằm trong đó. Kiên vùng dậy ra khỏi nhà, nhằm hướng cánh đồng mải miết chạy đi. Trong lòng anh lúc này là sự thôi thúc phải đem vợ mình về, không để vợ phải khổ như thế nữa. Những bước chân gấp gáp của Kiên bỗng chậm lại. Anh vừa nhớ ra một điều quan trọng. Trước đây, những ngày sống lang bạc nơi rừng sâu núi thẳm, anh thường nghe người ta kể lại những câu chuyện đường rừng ma quái. Có một chi tiết về Ma Lai thế này mà bỗng dưng anh nhớ lại. Người phụ nữ Ma Lai không hề biết mình là ma. Cái việc rút ruột đi đêm đó diễn ra trong vô thức. Nếu tình cả ai đó gặp được và gọi tên, làm cho nó sợ hãi giật mình, là mãi mãi không thể chui vào được thân xác của mình nữa. Bởi vậy, cách tiêu diệt Ma Lai tốt nhất là rình theo nó, chờ lúc nó rút ruột đi ra ngoài thì gọi tên nó thật to, hoặc là úp lật cái xác ở nhà xuống. Nếu điều đó là đúng thì khi gặp Thoa, cô ấy sẽ chết. Không, không thể được. Dù Thoa có là Ma Lai hay ma quỷ đi chăng nữa, Kiên cũng không muốn mất cô. Còn đang ngập ngừng, Kiên chợt nhận thấy từ đằng xa một cái đầu đang nhấp nhô ven ruộng. Đúng là Thoa rồi. Một niềm thương cảm xót xa dâng ngập trong lòng Kiên. Anh chỉ muốn chạy ảo tới ôm lấy cô mà mang về nhà. Nhưng để tránh cho tình trạng xấu có thể xảy ra, Kiên quay bước chạy hụt hơi một mạch về nhà. Kiên trèo lên giường, kéo mền lau mồ hôi đang tuôn ròng rã trên người, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại như vợ đang say ngủ. Không lâu sau, Kiên nghe một tiếng động thật nhỏ ở buồng. Anh biết rằng Thoa đã về tới. Cố giữ nhịp thở cho thật đều, Kiên vừa lắng nghe những tiếng động mơ hồ bên cạnh. Thời gian trôi đi thật chậm chạp, thật nặng nề. Kiên mấy lần muốn hé mắt nhìn vợ, nhưng anh không dám, sợ làm cho Thoa giật mình sẽ không chui vào được nữa. Một lúc sau, Kiên cảm thấy Thoa đang ở bên cạnh mình, cánh tay của cô đang choàng sang người anh. Mở bừng mắt, Kiên nghiêng đầu qua bên cạnh, Thoa đang nằm đó chìm sâu trong giấc ngủ. Hơi thở của cô đều đều phát ra theo từng nhịp đập nhấp nhô nơi bộ ngực. Gương mặt xinh xắn của Thoa vẫn còn vương vấn nét ngây thơ. Kiên vòng tay ôm vợ vào lòng, vùi mặt vào mái tóc và nghẹn ngào nuốt trôi dòng nước mắt. Từ đó tới sáng, Kiên không sao chợp mắt được. Sáng ra, Kiên dịu dàng với vợ hơn bao giờ hết. Thoa đi chợ anh cũng đi theo. Thoa xuống bếp làm cơm, anh cũng giúp một tay. Thôi, anh đi lên nhà trước đi. Công việc này có gì nhiều đâu, mình em làm là được rồi. Thoa giành lấy bó rau trong tay chồng, Kiên cười hình hạch. Em sắp sinh rồi, phải cho anh giúp với, kẻo sau này con chúng mình lại nói rằng anh ăn hiếp mẹ nó. Thoa nguyết yêu chồng một cái rồi cả hai người cùng cười. Bà Tứ đi ngang qua thấy cảnh đó, lòng bà vui phơi phới. Còn gì vui hơn cảnh nhà hạnh phúc, chỉ nay mai thôi, bà sẽ có cháu để ấm bồng. Đến bữa ăn, Kiên gắp cho vợ hết món này đến món khác, khiến cho bà Tư và Thoa đều ngạc nhiên. Vì lâu nay, Kiên không có thói quen nài ép vợ trong chuyện ăn uống. Trong thái độ chăm sóc ân cần thái quá của Kiên, những ngày kế tiếp sau đó, làm cho Thoa cảm thấy có một điều gì đó không bình thường. Anh nói cho em biết đi, lúc này anh có cái gì đó lạ lắm. Thoa âu yếm nhìn chồng, Kiên vuốt nhẹ lên mái tóc Thoa, mỉm cười nói. Anh có gì lạ đâu, chỉ tại em sắp đến ngày sinh nào, anh thấy mình phải có bổn phận chăm sóc cho em nhiều hơn. Em không có thích điều đó hay sao? Không phải là em không thích,
Chỉ là em thấy anh thay đổi quá nên em không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thoa ngã đầu lên vai chồng thủ thỉ. Kiên đặt bàn tay lên bụng vợ hỏi: còn mấy ngày nữa là em sinh? Đúng 1 tháng nữa. Anh đừng quá nôn nóng, anh làm em cũng nôn nóng theo đó. 1 tháng? Kiên lẩm bẩm trong miệng. Thoa vô tư nhắc lại: 1 tháng cũng không là bao lâu đâu anh. Thoa hoàn toàn không hiểu được những suy nghĩ trong đầu Kiên lúc đó. 1 tháng, tức là còn phải trải qua 1 lần trăng tròn nữa. Trời ơi, Kiên không muốn vợ mình phải lê lết kiếm ăn như vậy. Anh phải biết làm sao, làm sao để có thể giải thoát cho vợ mình ra khỏi ma lai. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Kiên hồi hộp vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể khống chế được con ma trong người vợ. Bắt đầu từ đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, bao giờ Kiên cũng kiểm tra lại kỹ các cánh cửa trước. Từ hồi xưa tới giờ, nhà Kiên chưa bao giờ xảy ra các vụ trộm cướp. Thế mà bỗng dưng, Kiên lại đem các cánh cửa hơi bị lung lay ra đục đẽo, bào gọt để sửa lại cho chắc chắn. Mỗi cửa ra vào, ngoài mấy chốt trên chốt dưới, cái nào Kiên cũng đặt làm một cây xương rồng thật to để chặn lại từ trên cao. Tối nào Kiên cũng ngẩng lên nhìn trăng và đếm từng ngày một trôi qua. Ngày trăng tròn nhất trong tháng cũng đã đến. Hôm đó sự cẩn thận của Kiên càng nhân lên gấp bội. Lúc trời vừa sập tối, anh đã đóng cửa nẻo cẩn thận. Vậy mà khi vợ và mẹ đều đã vào mộ, anh lại một mình lò dò để kiểm tra thêm 1 lần nữa. Thấy đã yên tâm, Kiên vô mộng nằm bên cạnh vợ. Anh muốn đêm nay mình không được ngủ mà sẽ thức để canh cho vợ không rút đầu ra khỏi cổ. Nằm được 1 lát, Kiên thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy, ngó qua bên cạnh đã không thấy vợ đâu nữa rồi. Kiên bật dậy chạy ra cửa, tất cả các cánh cửa vẫn đều đóng chặt, không hề có dấu hiệu gì của người đi ra ngoài theo lối này. Nhưng nếu không đi lối này, cái đầu của Thoa sẽ đi bằng lối nào? Kiên đi tìm khắp nhà, vẫn không thể phát hiện ra bất cứ một chỗ nào có thể một con chó chui lọt qua được. Vậy thì Thoa đi ra nhà bằng cách nào đây? Kiên khổ sở quay vào phòng, nhìn thân xác của vợ không đầu mà lòng đau như cắt. Vuốt nhẹ lên chiếc bụng bầu nhô cao của vợ, Kiên thì thầm nói với đứa bé nằm bên trong: con à, bà phải làm sao bây giờ? Bà phải làm cách nào để cho mẹ con trở về cuộc sống bình thường như bao người khác? Những giọt nước mắt thánh thót lăn dài trên gương mặt rắn giỏi của Kiên. Anh muốn kể chuyện này với mẹ để xem bà có cách nào giúp đỡ mình hay không. Nhưng rồi anh lại sợ mẹ đau khổ hoặc có thành kiến với Thoa. Cảnh nhà đang êm ấm, Kiên không muốn phá vỡ bầu hạnh phúc như vậy. Ngồi lặng đi một lúc thật lâu, Kiên dẫu trong lòng vẫn như lửa đốt mà vẫn phải âm thầm nằm xuống để chút nữa cái đầu của Thoa về không bị giật mình kinh sợ. Không lâu sau, cái đầu đó về tới. Cũng như những lần trước, Kiên chỉ nghe những tiếng động rất khẽ khàng, rồi tiếng vợ anh chờ mình. Tất cả lại trở về như cũ. 1 tuần sau thì Thoa sinh con. Thoa sinh nở cũng thật dễ dàng. Vừa đau bụng không bao lâu, bà Tư và Kiên đứng ngoài đã nghe tiếng con trẻ khóc oe oe. Bà mụ nhòi người ra cửa sổ gọi lớn: này, một cô công chúa xinh đẹp đáo để. Bà Tư mừng rỡ, hai tay chắp trước ngực cảm tạ trời đất đã cho con dâu của bà mẹ tròn con vuông, cho bà một đứa cháu đẹp như thiên thần để bà mặc sức bồng ấm chơi đùa với nó. Bà hiếm hoi, chỉ sinh được mỗi thằng Kiên, 10 mấy năm nay cửa nhà luôn quạnh vắng. Bà Tư không có tư tưởng trọng nam khinh nữ như đa số các mẹ thời đó. Với bà, trai gái gì cũng đều như nhau. Kiên siết chặt bàn tay của vợ như muốn âm thầm cảm ơn Thoa đã ban cho anh cái hạnh phúc vô bờ bến này. Thoa nằm im trên giường, tóc hai bên thái dương đã bết lạc do mồ hôi, nhưng gương mặt của cô lại rạng ngời. Anh, đưa con lại đây cho em ngắm với. Thoa nói với chồng. Kiên vụng về, bế đứa con đỏ hòn được quấn chặt trong chiếc khăn đem đến với Thoa. Thoa nhổm người dậy, sờ nắn khắp lượt chân tay con bé, một tình yêu thương lai láng dâng ngập trong hồn. Nhưng Thoa bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt biến đổi hẳn đi khi nhìn thấy chiếc cổ nhỏ bé với 3 ngấn rõ rệt của đứa con gái mới sinh. Sự thay đổi đó không qua được mắt Kiên, anh linh cảm lại có việc không hay xảy đến với mình. Sau một hồi vui mừng, bà Tư dặn dò con trai ở nhà chăm sóc vợ con, để bà chạy ù ra chợ mua một chút gì đó về nấu nướng bồi dưỡng cho đứa con dâu thương mến của bà. Còn lại hai vợ chồng, Thoa nhìn Kiên thật lâu rồi bất ngờ bật khóc. Kiên lo lắng hỏi vợ: có chuyện gì vậy em? Thoa thổn thức nói: anh, xin anh tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em có lỗi gì? Kiên ngạc nhiên hỏi lại.